cái trạng thái tiếp theo, đó là trạng thái một trong hai người là người truyền cảm hứng cho người kia. Chỉ có một người là người truyền cảm hứng cho người kia, là cái người là lý do để người kia, là cái động lực để người kia cố gắng, để người kia phát triển. Một trong hai người sẽ là nguồn cảm hứng, nó là người truyền cảm hứng cho người khác. Và cái người kia thì thường xuyên khoe, thường xuyên tự hào về cái người truyền cảm hứng này. Ví dụ như là chồng là người truyền cảm hứng cho vợ, vợ sẽ luôn luôn tự hào, sẽ cảm thấy rất là sung sướng vì mình được ở với một cái người tuyệt vời như vậy. Tuy nhiên thì người vợ lại không truyền cảm hứng cho người chồng, không là động lực để cho người chồng cố gắng, không phải là nguyên nhân, không phải là lý do để cho người chồng nỗ lực cố gắng hàng ngày. Đó. Và một người thì phát triển rất là cao và một người thì thấp hơn. Cho nên là gì ạ? Là nó sẽ bị lệch, nó sẽ bị lệch. Cuộc sống vẫn đang rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ, rất là thoải mái. Không có vấn đề gì xảy ra hết. Tuy nhiên nó có một số cái vấn đề liên quan đến sự chênh lệch về nhận thức. Khi mà hai người cái nhận thức nó lệch nhau quá nhiều ấy, và một người phát triển, một người dừng phát triển ấy, thì bắt đầu có cái sự không hiểu nhau. Mặc dù cái người thấp hơn ấy thì vẫn là ngưỡng mộ, vẫn là cảm thấy rất là sung sướng, thường đi khoe cái người kia của cái nửa kia của mình. Tuy nhiên đến một ngày đẹp trời, tự nhiên cái người kia muốn gì ạ? Muốn rời bỏ ra đi. Chẳng hiểu vì sao, nhưng mà đơn giản đó là họ không được thấu hiểu. Bởi vì cái người không phát triển, họ sẽ không thể hiểu được cái người phát triển. Đấy, cho nên là gì ạ? Khi mà cái người phát triển thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ tìm thấy những cái người phát triển khác và họ bắt đầu so sánh, họ bắt đầu suy nghĩ và khi đó thì các cái rạn nứt ở trong gia đình nó bắt đầu xảy ra và nó có thể chuyển hóa từ cái giai đoạn số 6 xuống giai đoạn số 5 hoặc là xuống giai đoạn số 4 hoặc xuống giai đoạn số 3, trạng thái số 3 tùy vào cái cách hành xử của cái người trưởng thành hơn, cái người mà phát triển hơn. Đấy là giai đoạn số 6.